Xin chào mọi người, hôm nay là ngày anh em đi qua bên Trịnh Quang Nghị để mà giao nhẫn cho hai khách hàng VIP là bạn rất là thân với gia đình Nguyễn Quân. Thì thấy anh chị thấy Quân khởi nghiệp cái này đó, rồi anh chị ủng hộ thì Quân cũng dành hết tâm huyết để mà tạo ra cái chiếc nhẫn đặc biệt này để mà kỷ niệm dấu ấn lại ngày mình tiếp bước vào đời với một cái công việc mới, một cái công việc mà mình thật sự là có duyên và rất là may mắn. Thì đây là hình chiếc nhẫn của anh Lê Bình, thì chủ của doanh nghiệp đá, chủ doanh nghiệp Chải Sạch thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh thì tôn chỉ là chả phải sạch, phải ngon, và ngon là phải ngon nhất Sài Gòn mới chịu. Anh kỹ lắm. Bây giờ Quân quay sơ cái nhẫn của anh nè. Đó, thì video về cái nhẫn của anh á, Quân làm kỹ lắm. Để Quân quay tiếp cái chiếc nhẫn của chị cho các bạn coi ha. Cái nhẫn này là các bà khoái lắm nha, trung niên khoái lắm. Rồi bây giờ mình mở cái nắp này ra ha, mình để tạm ở đây, để chiếc nhẫn ở đây. Thì hôm nay là Quân sẽ vô họp hết mấy cái nhẫn mà làm cho khách á, cũng nhiều lắm, có mặt dây chuyền nữa đó. Thì đây là chiếc nhẫn mà của anh, của chị nè. Thì mấy cái hộp mà Quân vô sẵn hết rồi, thì ngày hôm nay là ngày Quân phải giao hàng đi đó, để Quân quay sơ cho các bạn xem cái chiếc nhẫn này. Đây là mỗi chiếc nhẫn rất là đặc biệt dành cho những người nữ mà tay gầy á, ngón tay gầy mà nhiều xương, thì nó đính cái viên đá chủ là di công. Thì chị là người mệnh kim và chị rất là hợp với lại màu trắng, và màu tương sinh đó là màu cam, màu nâu, nên là làm nhẫn cho anh là si chin vàng. Cho người mệnh thổ thì thôi, thổ sinh kim rồi, thì Quân làm luôn cho chị chiếc nhẫn này màu, nói chung là màu vàng này là vàng nâu đó. Nó là một viên di công 5 ly 7. Chiếc nhẫn này nó hay lắm, khi mà đeo vô là cái ngón tay gầy với nhiều da nó giảm đi, người ta chỉ thấy chiếc nhẫn nhiều hơn cái tay, xinh lắm, các chị thích lắm đó. Mình có thể xem thấy được cái lửa của nó ha. Rồi Quân quay tổng quan vậy thôi. Rồi Quân xin cảm ơn nha, chúc mọi người một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Chào và hẹn gặp lại.